Xe đẹp liên tục về để phục vụ anh chị. Đây là chiếc Mazda 3 máy 1.5 số động 2018 và đặc biệt mới chỉ chạy có 15.800 cây số thôi. Bốn vỏ theo xe dày cui và sơ cui chưa lăn luôn. Xe men màu đỏ rất là đẹp. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem ha. Đây là mẫu hatchback nha anh chị. Một chủ mới từ đầu luôn. Cái màu đỏ nhìn nó trẻ trung và năng động lắm. Ở biển Sài Gòn thì anh chị ở Sài Gòn mua thì tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số luôn ha. Phía sau là có lip hypo và có cản gió phía trên á. Nhìn cái xe nó cứng cáp và thể thao lắm. Cái này là chi tiết tháo rời ha, thích thì để, còn không thích thì mình gỡ ra, rất là đơn giản. Mazda 3 đi tiết kiệm đó anh chị nè. Đó, đi trong phố là 9 lít, kết hợp là 7 lít mốt và đường trường nè, chỉ có hơn 5 lít thôi. Cho anh chị xem cái cốp. Đó, cốp cũng tương đối, nó sẽ hạn chế hơn là cái cốp của sedan ha. Đây, bánh xe cua nè. Đó, bánh xe cua chưa lăn nè anh chị. Cái này là cái bụi phấn nha, chứ không phải là đất cát đâu. Này, đồ nghề chưa xài một lần luôn. Đây, xe cua đây. Đó, mới lắm, con xe này về bên em chưa spa dọn rửa luôn. Lên sóng liền cho anh chị xem. Lúc giao thì nó sẽ còn sạch đẹp hơn vậy nữa ha. Mẫu hatchback thì nhìn từ phía sau nhìn tới nhìn rất là năng động. Đây vỏ Touranza theo xe nè anh chị. Cái mâm này là mâm 16 inch ha. Đó, cái cùm thắng nó còn mới tinh. Đó, vỏ theo xe 15-18. Đây, dày cui nè. Anh chị thấy không? Vỏ dày cui. Cái sơn con này đẹp lắm. Lúc giao bên em sẽ đánh bóng lên một phát là long lanh nữa. Đây, cái tóc bị cửa. Đó, nội thất ghế da nguyên zin theo xe. Xe này đang kiểm xe 5 chỗ nha anh chị. Có cơ sở trời, những xe nó thoáng đãng và nó rộng rãi lắm. Xe trang bị 4 thứ ghế an toàn, có smart key, có cân bằng điện tử đầy đủ hết. Đây, có cân bằng điện tử nè, có iStop tiết kiệm nhiên liệu. Đây nội thất nè. Để vào cho anh chị xem. Đó. Cái vô lăng rất là đẹp. Đây đồng hồ nè anh chị. 15.800 cây số thôi, chuẩn luôn á. Màn hình cam lùi điều hòa tự động, chế độ sport, phanh tay điện tử. Đó, thiết kế cụm điều khiển ở chỗ này của Mazda 3 bản facelift rất là đẹp. Đó, để em ra mở khoang máy cho anh chị xem nha. Xe em đang nổ máy từ đầu giờ luôn á. Đây, xe thì nó có trầy dăm dăm một số chỗ nhỏ nhỏ thôi, mà cái đó không đáng kể anh chị. Lúc giao bên em sẽ spa đánh bóng là một phát là hết à. Đây máy xe này anh chị, xe mới về bên em chưa spa dọn rửa, nó còn hơi bụi bẩn tí xíu ha. Và muốn quay cho anh chị xem là chất xe mọc luôn, lúc mới về nó như thế nào. Và mấy cái này thì bụi bẩn thì xịt rửa một phát là sạch bon à, cái đó anh chị yên tâm rồi. Lúc giao bên em sẽ bảo dưỡng lại, thay nhớt, lọc nhớt và bảo dưỡng thay tất cả. Vệ sinh cái xe cho nó sạch sẽ tươm tất cho anh chị lấy về chỉ việc đi thôi. Xe cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị nha, cam kết về động cơ hộp số chưa từng đại tu nè, không lâm động thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết. Rồi xe này bên em đang chào bán với mức giá là 576 triệu nha anh chị. 576 triệu Mazda 3 2018 mới chỉ chạy có 15.800 cây số thôi. Rồi anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Cảm ơn anh chị. Bye bye.